Rồi Dũng chào các bạn nha. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh em Typhoon đến dự khai trương một cái tiệm làm xe, chuyên sửa xe của em Chiến và Tỷ miền Tây nha các bạn. Mời các bạn theo Dũng tham quan qua. Đây là một số xe của anh em. Chào em. Đây các bạn. Đây, hôm nay có hai cái xe bản số đẹp đấu giá luôn, xe hôm nay tới đấu giá luôn, lập từ thiện luôn bản số. Đây bạn, thấy Bình Dương nha, là sẽ đi cùng, đây là anh em trong nhóm đây, mình vô trong một tí nha bạn, coi tham quan qua coi mọi việc nó như thế nào. Đây giới thiệu với các bạn Chiến Tỷ miền Tây Dino Z nè, có workshop luôn các bạn, dạy nghề luôn các bạn, cung cấp phụ tùng sửa chữa tân trang, mua bán trao đổi test Dino các dòng xe sport cho ZSH. Thì anh em có nhu cầu hãy đến 120 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại có trên bảng luôn, 0859 750 750, rồi thêm một số nữa là 0859 650 750. Rồi mời các bạn vô trong. Mình tham quan qua, đây là một số xe đua của em Chiến và Tỷ miền Tây, thì xe này đã chạy chắc. Bạn thấy xe đã không? Bô bầu bô quá dữ luôn, da dép. Đây mình coi sơ qua xe nha các bạn. Quá đã luôn. Xe xài dĩa 49. Mâm 5 cây, bánh đầu chọc, bầu bô quá bự, hộp co lên. Chiến giới thiệu sơ qua xe này là xe gì Chiến? Đây là những xe đua, xe đấu sân tròn của em trai Tỷ miền Tây. Đây là chủ lò, đã 10 năm chinh chiến trong các giải đấu. Đây là tất cả tâm huyết của em ấy. Rồi nè, đây là chủ nhân của YouTube các bạn nha. Thấy dùng official. Thấy dùng official, xin chào các bạn. Rồi mọi người đăng ký và xem được nhiều video hay hơn nữa nha mọi người. Đây các bạn, xe nhiều lắm. Các bạn tham quan sơ qua cái tiệm của em Chiến và Tỷ nha bạn. Đầy đủ phụ tùng các cái luôn. Anh em nào cần làm xe gì có thể đến đây. Ở đây là khu vực Tên Lửa, Bình Tân. Thì đường Vành Đai Trong, đường này rất rộng, rất là dễ kiếm, số 120 nha bạn. Tạm thời mình giao lưu với anh em một tí nha bạn. Mời bạn cùng ra ngoài với Dũng. Ok.
Đây, giới thiệu thêm mấy bạn, đây là hoa của Typhoon Tulip gửi tặng cho em Chiến và Tỷ. Thì hoa này là được làm từ showroom của em Bi Hoàng. Đây bạn, có địa chỉ luôn bạn. 117 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3 các bạn. Số điện thoại là 0354378667. Và một số hoa của các anh em khác đến mừng khai trương tiệm. Thì hôm nay rất là nhiều anh em vòng vòng khu vực Bình Tân này đến chơi thăm em Chiến. Chiến thì có nhà ở Phú Quốc, tiệm ở dưới đó. Rồi Chiến có thêm tiệm mới ở trên đây nữa. Đây bạn, đường rất là dễ kiếm nha bạn. Rộng rãi. Thì khu vực này các bạn có thể đi vô khu tên lửa. Họ người ta khu tên lửa vào trong này, số 120 Bình Đa Chồng là gặp liền ngay cái tiệm. Xe đạp điện của em Pháp VB. Rồi thì bây giờ Dũng xin mời các bạn vào nhập tiệc chung với lại anh em Typhoon và các anh em đam mê xe tại 120 Bình Đa Chồng nha bạn. Tiệm Chiến Tỷ Racing Team. Anh em, đây là xe của em Nghĩa Mối Đá. Xe này trong toàn là nhạc không nha, âm thanh không nha anh em. Hai em. Còn chưa có ai. Mới tới à, mới bắt đầu à. Dạ. Video clip ở đây nha bạn. Thì cũng vui nè, cũng phải tàn. Anh em thương mến nhau thì hãy ủng hộ cho shop của Chiến Tỷ Racing, số 120 Bình Đại Trong, Bình Tân nha bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Nếu mà video clip ok, các bạn hãy ủng hộ Dũng bằng cách like, subscribe và chia sẻ kênh giúp Dũng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đây là bỏ hello và hình patin nha bạn. Đang sửa xe SH.